Chào mừng các em đến với kênh Hài Liêm. Kênh Hài Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán, lý, hóa từ lớp 1 đến lớp 12. Các em xem video clip bài giảng này. Nếu thấy hay giảng, dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hài Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những video clip bài giảng tiếp theo của Hài Liêm nha. Trong video clip này, thầy sẽ hướng dẫn các em làm đề thi cuối học kỳ 1. Toán lớp 2 nha, thời gian làm là 40 phút. Giờ đề bài gồm có hai phần trắc nghiệm và phần tự luận. Phần thứ nhất trắc nghiệm 6 điểm. Phân tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng. Câu số 1. Số liền trước của số 69 là số mấy? Số liền trước của số 69 có nghĩa là số nhỏ hơn nó một đơn vị. Có nghĩa là số 69 trừ 1 bằng 68. Có nghĩa là đáp án B, 68 là đáp án đúng của câu 1. Như vậy câu 1 này mình sẽ chọn câu B là đáp án đúng nha. Mình sẽ banh chọn đáp án B. Tiếp theo qua câu số 2. Số lớn nhất có 2 chữ số là số nào? Như vậy số lớn nhất có 2 chữ số là số nào? Mình biết số lớn nhất trong từ 0 tới 9 là số 9. Như vậy số lớn nhất có một chữ số là số 9. Và số lớn nhất có hai chữ số có nghĩa là đều là hai số 99. Như vậy câu số 2 này đáp án đúng là câu C. Mình sẽ phân chọn câu C nha. Giờ câu số 3. Điền dấu nhỏ hơn, lớn hơn hoặc dấu bằng kết hợp vào ô trong. Giờ ở bên đây bên trái là phép cộng, bên phải là phép trừ. Mình muốn biết điền cái dấu nào thì mình phải tính xem bên trái bên phải bằng giá trị bao nhiêu thì mình mới so sánh được, đúng không nào? Giờ như vậy bên đây là 23 cộng 45. Như vậy là 3 cộng 5 là 8, 2 cộng 4 là 6, như vậy bên trái là 68. Bên phải 90 trừ 30 là 60. 68 thì chắc chắn phải lớn hơn 60. Như vậy mình sẽ điền dấu lớn hơn. Như vậy dấu lớn hơn là đáp án B đúng không nè. Như vậy câu số 3 này mình sẽ chọn đáp án B nha. Giờ tiếp theo bài số 4. Phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Giờ như vậy là chỗ này. Chỗ này mình sẽ điền số bao nhiêu để cho đúng. Như vậy là số này trừ 35 bằng 65. Mình muốn biết số này bao nhiêu thì mình chuyển cái số này qua bên kia. Trừ 35 chuyển với thành cộng 35. 65 cộng 35 thì thành 100, đúng không? Như vậy có nghĩa là chỗ này mình sẽ điền 100. 100 trừ 35 sẽ bằng 65. Như vậy là ở đây mình sẽ chọn đáp án C đúng không nào? Giờ như vậy là ở đây mình sẽ phân chọn đáp án C nha. Giờ tiếp theo câu số 5. Giờ 1 giờ chiều 2 bao nhiêu giờ? Như vậy là 1 giờ chiều có nghĩa là từ 0 giờ sáng tới 12 giờ sáng. Sau đó từ 12 giờ sáng sau tiếp đến là 1 giờ chiều. Như vậy có nghĩa là 12 giờ cộng thêm 1 giờ nữa là thành 13 giờ. Mình có thể nói là 1 giờ chiều hoặc là 13 giờ đều đúng, đúng không nào? Như vậy câu số 5 này mình sẽ chọn đáp án B là 13 giờ. Mình sẽ banh chọn đáp án B nha. Giờ câu số 5 đã xong nha, mình qua câu số 6 luôn. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? Giờ ở đây có một cái hình ha. Như vậy ở đây là bao nhiêu tứ giác nè? Ở đây là một tam giác, hai tam giác, ba tam giác. Nếu mình đặt tam giác đây, chỗ này là số 1 này. Này số 2, số 3. Như vậy tứ giác là một tứ giác là tự ghép số 1, số 2 là thành một tứ giác. Ghép số 2, số 3 hạch một tứ giác nữa. Rồi. Rồi.
ba cái ghép lại luôn, một hai ba ghép lại được là ba tứ giác. Như vậy cái hình này có tổng cộng là ba tứ giác nha. Như vậy câu 6 này mình chọn đáp án C, ba tứ giác. Giờ như vậy là mình xong phần tự phần trắc nghiệm, mình sẽ qua tiếp phần tự luận nha. Phần tự luận 4 điểm, hoàn thành các bài tập sau. Như bài tập này cũng dễ đúng không nào? Phép cộng hai số, phép cộng và trừ hai số thôi. Các em đặt tính ra rồi tính bình thường nha. Giờ câu số 1 này các em có thể tạm dừng video và làm thử câu số 1. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ cho các em 15 giây để làm câu số 1 nha. Rồi, câu số 1 các em làm xong chưa nè? Giờ em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Câu 1A, 26 cộng 29. Như vậy mình sẽ đặt phép tính theo hàng dọc đúng không nào? 26 cộng 29, giờ chứ hết mình sẽ tính từ hàng đơn vị tính qua. 6 cộng 9, 15, viết 5 với 1. 2 cộng 2 là 4, viết 1, 5. Như vậy kết quả phép cộng ở đây là 55. Tiếp theo là 45 cộng 38, thì mình cũng đặt phép tính theo hàng dọc thôi. Mình sẽ cộng từ hàng đơn vị. 5 cộng 8 là 13, viết 3 với 1. 4 cộng 3 là 7, với 1 nhớ là 8, như vậy kết quả là 83. Tiếp theo câu C, 41 trừ 27. Như vậy mình cũng đặt theo hàng dọc ha. 1 trừ 7 không được, mình lấy 11 trừ 7 được 4, viết 4. Số 1 mượn, mình sẽ trả về số 2 thành số 3. 4 trừ 3 được 1, kết quả là 14. Giờ 60, câu D là câu cuối cùng của câu 1 nha. Như vậy là 60 trừ 16, 0 trừ 6 không được, mình lấy 10 trừ 6 được 4, viết 4. 1 mình mượn, mình trả số 1, ở đây là 2, 6 trừ 2 được 4. Như vậy kết quả của phép trừ ở đây là 44. Câu số 1 này có em nào có kết quả giống như thầy? Để lại nhận xét phía dưới video cho thầy hoặc bạn cùng xem nha. Rồi cái đề này cũng dễ đúng không? Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nha. Đây là câu cuối cùng của đề này ha. Đề toán lớp 2 cũng được khá đơn giản. Câu số 2. Nhà Lan nuôi một con bò sữa. Ngày thứ nhất con bò này cho 43 lít sữa. Ngày thứ hai nó cho ít hơn ngày thứ nhất 18 lít sữa. Hỏi ngày thứ hai con bò cho bao nhiêu lít sữa? À, như vậy là ít hơn có nghĩa là mình sẽ thực hiện phép gì nè? Phép trừ đúng không? Như vậy mình lấy 43 trừ 18 là ra kết quả thôi. Bài toán này quá đơn giản. Giờ câu số 2 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 2. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ câu số 2 các em làm xong chưa nè? Giờ em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Bài này cũng quá đơn giản đúng không nè? Nhà Lan nuôi một con bò sữa. Ngày thứ nhất con bò này cho 43 lít sữa. Ngày thứ hai nó cho ít hơn ngày thứ nhất 18 lít sữa. Như vậy ít hơn thì mình chú quy thực hiện phép trừ thôi. Người ta hỏi là ngày thứ hai con bò cho bao nhiêu lít sữa. Như vậy mình dựa vào câu hỏi mình sẽ lấy làm hành lời giải luôn. Người ta hỏi ngày thứ hai con bò cho bao nhiêu lít sữa thì mình bỏ chữ hỏi đi. Mình lấy là ngày thứ hai con bò cho số lít sữa là. Người ta hỏi bao nhiêu, mình trả lời là số lít sữa là nha. Ngày thứ hai con bò cho số lít sữa là, mình bỏ chữ hỏi đi, mình hai chữ bao nhiêu hành số là ra cái lời giải đúng không nhỉ? Ngày thứ hai con bò cho số lít sữa là mình lấy 43 lít sữa nè, trừ cho 18 lít sữa. Rồi, 13 trừ 8 không được, mình lấy 13 trừ 8 được 5. Viết 5, 1 nhớ mình sẽ đem xuống số 1 này thành 2, 4 trừ 2 được 2. Như vậy kết quả là 25 lít. Đáp số của câu số 2 này sẽ là 25 lít sữa nha. Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong đề thi học kỳ 1 của toán lớp 2 nha. Đây đây là đề số 1 nha. Giờ nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thì liên bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những video bài giảng tiếp theo nha. Các em có thể yêu cầu bài giảng, đề thi hoặc là bài giảng bài tập nào đó của từ các môn toán lý hóa từ lớp 1 đến 2 để phía dưới bình luận, thầy sẽ trả lời cho các em trong thời gian sớm nhất. Do thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.